bài mà Looper sử dụng ở khu vực đường trên nhằm có ý định khắc chế vào vị tướng dây của Wonder bên kia. Trong khi đó, Sahu đang sở hữu cho mình một vị tướng tỷ lệ thắng với nó cực kỳ khủng khiếp, Rai. Ở thời điểm hiện tại, tôi nhớ không lầm là phải 83% với vị tướng Rai này. Anh ta được chọn 6 lần, anh ta thắng 5 lần. Và đây là vị tướng mà cá nhân tôi nha, rất bất ngờ bởi vì tôi không đánh giá vị tướng Rai này quá cao trước khi chung kết thế giới này diễn ra. Và tôi không nghĩ rằng lại có tỷ lệ thắng cao như vậy ở khu vực đường giữa. Và chiến Faker cũng nói điều này trước đây rồi. Anh ta nói rằng Rai bây giờ không còn giống trước đây nữa. Anh ta cũng hiếm khi sử dụng chính bản thân mình sử dụng Rai trong những trận đấu gần đây ở chung kết thế giới. Bên phía bên kia có một vị tướng có khả năng khống chế cực mạnh, mà chúng ta thường hay nói là ở cấp 6, cặp đôi mà Elite cùng với Manta là chắc chắn có điểm hai cục đường giữa luôn. Rất dễ cho bạn đi lên phía trước, ấn R, Elite đơn giản là đu lưới nhện lên, sau đó kén nhện vào là chắc chắn phải nằm xuống đường giữa. Nhưng mà cái kèo Rai cùng với Mahzaha ở khu vực đường giữa chúng ta đã thấy được một lần ở ngày thi đấu hôm qua thôi. Và Rai của Ryu nó cực kỳ khủng khiếp, và anh ta tung những kỹ năng định hướng phải nói rất ghê, và khiến cho Mahzaha hoàn toàn không có cửa để thi đấu ở khu vực đường giữa này, phải kêu gọi người chơi đi rừng của mình, cũng là con bài Elise ra khu vực đường giữa thì mới phần nào giảm thiểu được áp lực của anh ta. Tôi nghĩ là cái phần nhiều là kỹ năng chơi Rai nó rất là phụ thuộc, đây là một vị tướng rất là phụ thuộc về kỹ năng của bạn và cái tốc độ combo của bạn nữa. Bên phía bên kia Mahzaha cái yêu cầu anh ta làm, anh ta cần phải tạo ra những combo của mình, và anh ta né đi cú Q đầu tiên cực kỳ quan trọng luôn. Bạn đỡ được cú Q đầu tiên của đối phương mà cũng không bỏ thì cái nguồn sát thương tiếp theo nó sẽ không bao giờ đủ cả. Combo của Rai bắt buộc bạn phải trúng cú Q đầu tiên nó mới đủ sát thương. Và chia sẻ nhỏ của tôi là về tướng Rai này, thật ra tôi đánh Rai cực kỳ nhiều luôn. Từ tôi biết chưa sửa cho lúc bây giờ sửa luôn rồi. Tôi là người hứng chịu rất nhiều tác động từ con Rai của mình. Và thật ra có một cái sẵn có một cái mẹo nhỏ nhỏ, đó là bạn sử dụng ngay chiêu cuối cấp độ 6, nó có một cách sử dụng hiệu quả, đó là bạn tung ra để khép góc đối phương mà thôi. Khi đó đối phương sẽ ngỡ rằng bạn sẽ tiến vào cái vòng đó, đối phương sẽ di chuyển ngược trở lại và bạn không tiến vào vòng, bạn bước ra đó, bạn hoàn toàn chủ động trong một cái sử dụng chiêu cuối của mình. Nếu như đối phương mà đi về hướng vòng, bạn chui vào vòng, đó là cái khoảng cách để sử dụng chiêu cuối của Rai tương đối hiệu quả. Bởi vì nếu như các bạn chơi Rai nhiều, bạn sẽ biết là cái cấp 6 của chiêu cuối, cấp độ 6 cái chiêu cuối của Rai, cái tầm nó ngắn vô cùng luôn. Còn bạn đi vào nó đôi khi là nó rất là dễ tự hại bản thân, bạn nên dụ đi hơn. Mà có một cái mẹo với chiêu cuối của Rai nữa này, nó là cái mẹo rất lợi hại luôn. Nó có thể giúp cho người chơi đi rừng của bạn quay trở về nhà, mua một món đồ thôi, chỉ duy nhất một món đồ, bởi vì cái khoảnh khắc nó rất nhanh. Sau đó sẽ trở lại đường với chiêu cuối đó của Rai. Chính xác, các bạn có thể lên YouTube và tìm cái mẹo này của Rai, có ở trên đó một cái clip về cái mẹo này. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với trận đấu, những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội vừa rồi. Người chơi đi rừng cùng với đường trên của bên phía Slide muốn qua và cắm mắt, nhưng họ chỉ cắm được một con mắt ở chỗ bùa đỏ mà thôi. Phần đó phát hiện được cái hướng di chuyển đầu tiên của MLSG, nhưng với Olaf anh ta có thể bỏ qua cái bùa đỏ, anh ta đi thẳng xuống và ăn bùa xanh của mình cũng được. Bây giờ để xem cái kèo ở khu vực đường trên khá thú vị. Thật ra cái nói về cái sự đáng tiếc của tôi nhất vào khu vực đường của bên phía Upside, tôi nghĩ rằng đó chính là Wonder ở khu vực đường trên. Bởi vì Wonder ở mùa này, anh ta tuy là mới ra mắt mà thôi, nhưng cái màn thể hiện của anh ta phải nói rất xuất sắc ở khu vực châu Âu, và anh ta được đánh giá là người chơi đường trên số 1 châu Âu ở thời điểm hiện tại. Nhưng anh ta bị vô hình chung là ở khu vực châu Âu hiện tại không có nhiều người chơi đường trên giỏi, khiến cho cái khả năng trau dồi của Wonder nó không được cao cho lắm. Và khi mà xuất hiện chung kết thế giới, anh ta không hoàn toàn để lại bất kỳ dấu ấn nào, và anh ta đang phải đối đầu với những người chơi đường trên số 1 khác ở những khu vực khác. Đầu tiên ta thấy Looper, một người một thời là được top 1 đường trên thế giới luôn, và anh ta trước đó cũng đối đầu với cả Hanzer nữa, TSM số 1 Bắc Mỹ. Cực kỳ khó cho Wonder. Và bây giờ thì cái điểm bấu víu của Sly trong những trận lượt về này có thể kể đến là Senkert ở khu vực giữa, cùng với đó người chơi xạ thủ của mình. Đó, thể hiện được cái độ y lực ở những phút đổ đầu tiên luôn nha. Bạn hơn về trao đổi chiêu thức. Đúng rồi, bạn có nhiều chiêu hơn đối phương, đơn giản là về bóng bắn nhiều. Thứ nhất là bạn nhiều chiêu hơn, thứ hai là bạn bắn thì sẽ bay dài. Thứ ba là bạn đổi thành dạng búa thì bạn còn được tăng giáp sức thương nữa. Rất khó chịu. Khu vực bên dưới, mọi chuyện nó ngược lại dành cho bên phía Kuroyo Never Give Up. Cặp đôi Mata cùng với Uzi đánh rất đúng kèo này, họ ngay lập tức cứu rỉa máu đối phương ở khoảng cấp độ 1 và tạo được lợi thế về lĩnh dành cho mình. Cái kèo này thì hoàn
và có lời dành cho Uzi cũng như Mata rồi. Cái sải tay dài của vị tướng Kenny cùng với khả năng cấu rỉa máu cực kỳ khó chịu của Kama nữa khiến cho Kobe, anh ta bây giờ phải farm lính trong trụ 7 so với 18 chỉ số lính, cực kỳ khó khăn nha. Và farm lính trong trụ là một cái vấn đề cực kỳ khó dành cho vị tướng Jin này. Này, tôi có một cái bất ngờ nhỏ nhỏ đó là tại sao mà hình như là Alistar không bị cấm đi nhưng lại không có đội nào chọn cả. Bây giờ đường trên là đường trên đang có tình huống găng của MLC. Vừa rồi có một con mắt rất là thông minh của MLC, anh ta để lại phía sau lưng của mình trước khi anh ta tiến lên đường trên để găng, và anh ta đang bổ những phát rìu có bù đỏ vào người Wonder. Wonder bị hút đi bởi Limber, anh ta tốc biến theo Limber, quy một phát vẫn chưa đủ. Cái ném rìu không chính xác của MLC khiến cho Wonder vẫn còn đủ máu để sống sót. Bây giờ là Jaxi, anh ta làm choáng chúng vào người Limber nhưng tôi không nghĩ là anh ta dám lao lên. Có hai điều tôi không hiểu lắm của đội hình của đường trên của Royal, đó chính là cái việc mà MLC mất một khoảng thời gian rất dài ở khu vực đường trên, sau đó anh ta mới tiến ra. Có lẽ cái khoảng thời gian đó muốn dành cho Looper farm được những con lính đánh gần, phần đó có thể giải thích là như vậy. Nhưng tình huống tiếp theo, Looper anh ta có tình huống đẩy vai giúp cho Wonder thoát ra khỏi cái khả năng làm chậm đến từ MLC. Đúng rồi, tôi cứ nghĩ là cái tình huống đó anh ta không cần lên vội vàng như vậy, đã có làm chậm, đã có quăng rìu thì bạn cứ đợi cho đến khi nào đối phương bị làm chậm thật nhiều, sau đó xúc biến ở phía sau hút đối phương ngược lại là được rồi. Nếu như không tiếp cận để mà có thể hút được ngược lại thì đợi cho đối phương khi nào tiếp cận gần bức tường, tốc biến đẩy đối phương làm chạy. Nhưng đường giữa Sahu đã phải mất tốc biến trong một tình huống mà Jaxi can thiệp. Và anh ta mất luôn cả tăng tốc của mình nữa. Rai mất nhiều phép bổ trợ này trước cấp sau là một mối hiểm họa rất lớn dành cho chính bản thân anh ta. Vừa rồi có một pha trao đổi chức ở đường dưới và chúng ta thấy Kobe mất rất nhiều máu, anh ta chỉ còn đúng 1/3 cây máu ở trong trụ của mình mà thôi. Nhưng Sahu là một vị tướng có khả năng dọn lính rất nhanh, và anh ta ngay lập tức dọn dẹp được lính đó và biến về nhà. Senkut cũng sẽ làm điều tương tự dưới trụ một cách tương đối đơn giản thôi, mà Zaha rất là dễ ăn lính ở dưới trụ. Đúng vậy, nếu như anh ta làm tốt cái kiểm soát đợt lính thì anh ta có thể không bỏ sót được chỉ số lính nào. Trong khi đó thì đường dưới cực kỳ khó. Tốc biến lên hay không? Khi mà đối phương vẫn còn hồi máu, Uzi bây giờ là Uzi của 2016 chứ không phải là Uzi 2013 nữa rồi. Uzi mà 2013 tôi tin chắc anh ta tốc biến lên bắn phát rồi. Nhưng bây giờ là Uzi 2016 đã có những bước trưởng thành hơn, đã có những sự nhùng hơn trong ý chí chiến đấu, nhưng không phải là nhùng. Bắn trụ được nè, bắn trụ được. Anh ta đang cố gắng câu thời gian, nhưng mà đối phương rất là nhạy cảm, ngay lập tức đi vào đợt lính thứ hai ở phía sau để có thể biến về nhà được. Thậm chí Milky còn chưa về nhà, anh ta muốn hít lượng kinh nghiệm này, khá là tiếc rẻ cái đợt lính này nếu như bỏ sót. Trong khi đó thì cặp đôi của Angie họ cũng quay trở về nhà rồi. Phần nào đó khu vực đường dưới, không phải phần nào đó mà cái sạn khoảng cách nó đang khủng khiếp ở khu vực đường dưới. 1 km/h với 2 km dài, đường sát hương không thể nào so sánh được với hai vị tướng này. Đây là chúng ta đang được nhìn về tiền thì khoảng cách ở đường dưới nó được san lấp bởi khoảng cách ở đường trên dành cho Sly. Và đúng như là Linh nói, Wonder vẫn đang chứng tỏ mình là một trong những người chơi đường trên xuất sắc nhất thế giới khi ta tạo được một khoảng cách lính rất lớn, 20 chỉ số lính dành cho Looper. Tôi nói anh ta xuất sắc với khu vực châu Âu thì vậy. Tôi nghĩ là anh ta bởi vì thật ra trên thế giới không có bao nhiêu châu, có 5 châu, anh ta xuất sắc châu Âu là anh ta 105 người xuất sắc nhất rồi. Ok. Nhưng mà nói về thế giới cũng phải nói đến nhiều người chơi khác. Đúng rồi. Không? Kiểu như rất nhiều những tài năng khác, ví dụ như là Impact chẳng hạn, anh ta số 1 mà NA Hanzer cũng như vậy, cũng xếp ngang ngang với anh ta như vậy. Nhưng nói chung là cũng khó cho Bobby có thể đuổi kịp lính với lại dây lắm. Chứ chúng ta không thể nào phán xét Looper quá nhiều được. Cùng lắm là phán xét ở pha găng đầu tiên anh ta làm cũng tốt mà thôi. Nhưng mà cái điểm mạnh của Looper đến từ những tình huống dịch chuyển của anh ta, nó sẽ được phát huy ở giai đoạn giữa và sau trận đấu. Một pha combo tốt cặp đôi đường dưới của Sly và này, họ trao đổi chứ có lời hơn Uzi, mất rất nhiều máu. Bắn thứ tư của Kobe lấy đi 1/3 lượng máu của Mata. Ở khu vực đường, kén nhận thành công, nhưng MLG anh ta bật luôn cho mình cái tóc hồn để có thể rút lui. Bởi vì anh ta biết được đợt lính đẩy ở khu vực đường giữa và người chơi đường giữa của mình phải cần thời gian để farm đợt lính này. Và Uzi trong tình huống này anh ta phải quay trở về nhà bởi vì anh ta không có khả năng được đến từ những bị giữ chân lại bởi chiều cuối. Nhưng mà vừa rồi Jaxi anh ta không vào đủ tầm để có thể kén nhận, và anh ta kén nhận trước đó rồi để giữ chân lại MLG. Và một pha chiều cuối hơi vội vã của Senkut một chút xíu, nhưng không sao cả. Dù sao anh ta cũng đang đẩy lính lên và cũng không có quá nhiều tác dụng khi anh ta vẫn giữ chiêu cuối của mình. Trong cái tình huống trước đó, cướp bùa đỏ là pha snowball từ cấp độ 1. Bởi vì các bạn còn nhớ hồi nãy anh ta vào cấp độ 1, anh ta vào cắm con mắt ở bùa đỏ. Sau đó anh ta có thông tin bùa đỏ sẽ hồi được nào. Sau đó anh ta muốn cướp bùa đỏ rất đơn giản, tính thời gian qua cướp bùa đỏ trước đối phương một nhịp. Và đường dưới thì bỗng nhiên
cái việc mà Uzi anh ta đủ tiền để mua thành kiếm BF, anh ta không mua được bất kỳ bình máu nào cả. Và kèm theo một tình huống sử dụng một combo tốt cấu rỉa một lượng lớn máu của Uzi, khiến cho anh bây giờ anh ta phải quay trở về nhà và ra đường giãn cách ở khu vực dưới, gần như là đã sang lấp trở lại. Những pha cấu rỉa máu rất khủng khiếp đến từ Kobe với những cái lựu đạn của mình, thì anh ta liên tục ăn được những con lính bằng cái lựu đạn đó khi nó nảy về những con lính đã chết để tăng thêm sát thương. Jesse ăn hồi nãy anh ta không giữ được bùa đỏ, anh ta không lấy được bùa đỏ đối phương, như vậy là bên phía bên kia vẫn giữ được bùa đỏ với cái trừng phạt của mình. Và bây giờ Elite chỉ quay lại và lấy bùa đỏ của anh ta mà thôi. Ở đường dưới vẫn đang trao đổi chiêu thức, và lần này bên phía Sly đã có cơ sở hơn để nói chuyện với phía bên kia. Bây giờ muốn gần ở khu vực đường dưới đó chính là LG, nhưng thực ra tôi nghĩ cơ sở không có nhiều cho lắm, bởi vì đơn giản một điều, cặp đôi đường dưới của Sly không còn nhiều năng lượng, tức nghĩa họ không thể nào có thể có một tình huống mạo hiểm đến 2-2 với đối phương để tạo khoảng trống, tạo thời gian cho MLG có thể gần ở khu vực đường dưới được cả. Nãy giờ chúng ta thấy là Seohu anh ta đánh rất là thấp ở khu vực đường giữa. Tôi có thể hiểu điều này bởi vì như hồi nãy chúng ta nói rồi, cái cặp đôi mà Manzaha cùng với Elite là chắc chắn có điểm ăn thua nếu như họ làm đúng. Nhưng mà nãy giờ Seohu rất nhạy cảm nha, anh ta luôn đẩy được lính đẩy vào phía mình và anh ta chỉ farm trong trụ mà thôi, như vậy nó sẽ phần nào đó hạn chế hơn những farm mà đối phương bắt anh ta ở đường giữa. Còn khu vực đường trên, Wander chỉ là một việc duy nhất, anh ta đẩy lính thật nhanh sau đó đi lùi lại, anh ta không đứng ở trên đường trên quá lâu để MLXD có thể găng mình được. Và sau lần trở về nhà thì Seohu anh ta lên luôn cho mình giày thủy ngân, giảm đi hiệu ứng khống chế đến từ khán giả cũng như chiêu cuối đó của Senkut. Nhưng thật ra tôi phải nói một cách như thế nào, tôi không thích nối lên đồ này cho lắm, vì anh ta nên để dành tiền để lên trường trường sinh trước và sau đó có thể lên luôn cho mình khăn giải thuật, hoàn toàn xóa bỏ đi trạng thái khống chế đến từ chiêu cuối đó của Senkut. Một là nó chắc cú hơn, hai là nó tiết kiệm mặt thời gian ta cho anh ta hơn, bởi vì nếu như anh ta lên thế này, cái tốc độ anh ta lên được cái trường trường sinh sẽ chậm hơn khá là nhiều. Khu vực đường trên, cắm mắt tím, gọi người chơi đi rừng của mình vào, nhưng chắc chắn cái thông tin cái con mắt đó được cắm vào lúc nào Wonder có, cho nên để xem ta xử lý như thế nào. Anh hút vào lính hất được Wonder lên, Ripper rất khéo pha vừa rồi, nhưng Wonder tốc biến vào phía mạng này và không còn quá nhiều nguy hiểm dành cho anh ta. Trong khi đó đường dưới đang muốn đánh ngay lập tức đó chính là Uzi cùng với Dormata, nhưng sát thương phải chịu đó chỉ là một Yuki với Rum tương đối cứng cáp. Trong khi đó đường giữa Senkut đẩy Seohu ra khỏi đợt lính này và anh ta mất đi khá nhiều chiến thuật lực. JC cũng có mặt ở đây, anh ta tốc biến kém dịnh chịu trong khoảng thời gian rất là lâu. Seohu vẫn có cho mình cái tốc biến và anh ta đang tìm đường trở về. Những con bò đó sát thương là không đủ, thậm chí chân của nó ngắn quá, nó không chi đuổi được vào vị trí của Seohu. Thế nhưng những bước sải chân của Ryan mới sải chân cực kỳ dài luôn. Và với thêm cú tốc hành vừa rồi, anh ta thoát đi khỏi tầm gây nguy hiểm đến từ bên phía của Sly. Dù họ chồng CC, tôi vẫn thấy nó sai sai thế nào. Tôi nghĩ nó cũng hợp lý. Cũng hợp nhưng lý. Mà thật ra thì có lẽ tôi sai với món đồ đó của Seohu. Giày thủy ngân phần vào đó đã phát huy được hiệu quả trong tình huống vừa rồi. Chứ bình thường là chết rồi. Đúng rồi, bình thường chắc chắn là chết rồi. Bình thường chắc chắn là những con bọ có thể với tới anh ta và làm anh ta bị hạ gục. Còn đường dưới này, sau một khoảng thời gian đè nén được đối phương, thì bây giờ đến lượt Sly là những người chịu thiệt hơn. Nhưng bây giờ đến lượt MLXD thử sức Wonder một lần nữa. Anh ta tăng tốc lên, bất chiêu cuối không thể nào hất được MLXD về được. Anh ta chỉ hất được Looper về thôi, quay lại trả sát thương, nhưng như vậy vẫn là không đủ. MLXD có được chiến công đầu của trận đấu. Một tình huống lên đường trên lần thứ 3 của MLXD, lần này nó đã phát huy hiệu quả bởi tình huống làm chậm rất tốt của mình. Mặc dù anh ta hụt ở những tình huống ném rìu tiếp theo, nhưng không sao, đủ thời gian cho Lipper tiếp cận và anh ta có luôn cho mình được một mạng chiến công chính xác. Jesse anh ta bay lên với một cú kẹn nhờ, nhưng rất tiếc đối phương tốc biến ngược trở lại. Sát thương vẫn là đủ khi Kobe bắn được cú chiêu cuối của mình chuẩn xác. Uzi còn một phát đánh thường nữa, anh ta đánh thường chúng nhưng Uzi cũng tốc biến đi. Oh, một tình huống trả đũa ngay lập tức của Jesse xuống khu vực đường giữa, giúp cho người chơi xạ thủ của mình có cho mình được một điểm hạ gục, ăn miếng trả miếng liên tục. Tôi không nghĩ đây là một slide của lượt đi nữa rồi. Hoàn toàn thay đổi về những bước di chuyển cũng như là về mặt trao đổi chiêu thức thẳng mặt với những người chơi bên phía khu vực Trung Quốc bên kia. Mà có vẻ như là nãy giờ chúng ta đang thấy, khoan, chúng ta hãy nhìn vào cái pha đường dưới này. Cái đã đầu tiên một pha mở chiêu cuối và một pha làm chậm tốt của Milky. Đúng vậy, kèm theo đó là khả năng khống chế đến từ Kobe nữa. Những phát đánh này nó đủ để cho Mata bị giữ chân lại. Và tình huống này thì thấy được rằng Jesse biến về dạng người và phát đánh đó có thể gây nguy hiểm cho Uzi. Uzi chơi một cách tương đối chắc ăn, tốc biến thoát về phía sau của trụ. Một pha găng tốt ở khu vực đi rừng
chúng ta thấy là trong cái đấy là một sự thay đổi rất là lớn nha. Trong cái trận đấu đầu tiên của Slide đấu đầu với Royal Never Give Up thì vị trí đi đường của họ Jesse hoàn toàn bị nghiền nát bởi Lee Sin của MLC. Anh ta hoàn toàn bị đối phương out jungle, vừa bị counter jungle vừa bị đối phương găng nát bản đồ luôn. Nhưng trong trận đấu này mọi chuyện đã khác. Với Elise của Jesse, anh ta đang di chuyển hiệu quả hơn đối phương. Đối phương nào đó cảm thấy như vậy khi nãy giờ MLC chỉ có xuất hiện một lần ở đường trên. Thật ra anh ta xuất hiện 3 lần đường trên là chỉ có một lần anh ta găng hiệu quả thôi. Còn tỷ lệ thành công găng của Jesse nó cao hơn rất nhiều. Và cùng với đường giữa, anh ta đang lấy được đường trên. Thậm chí ta giữ chân Limber, Limber qua ham trong pha vừa rồi để cố gắng phòng ngự trụ. Bây giờ đến được MLC cùng với siêu hùng tốc biến lên e thêm một cú nữa. Và những con bò phía sau là double kill dành cho Zenkot, tính sát thương rất chuẩn xác. Chân của vị tướng Olaf này không dài bằng chân của Rai. Mặc dù anh ta đã chạy rồi, thật ra thì sát thương cuối cùng tôi nghĩ đến từ cái ám ảnh kinh hoàng đó. Ta hai e lần. Nhưng bây giờ ở đường dưới giao tranh xảy ra. Chiếu cuối để chặn bước tiến của Mata. Bên phía bên này một cú quy trúng nữa. Và Mata cục trong tình huống tiếp theo. Quét băng W, một quét băng hư tư. Beauty rất khéo léo để trả lại một đội hạ gục. Nhưng Milky cũng rất quyết đoán với cú quy của mình. Ngay lập tức khoe cho mình icon. Và double hạ gục ở đường dưới dành cho Sly. Rất nhiều tình huống giao tranh xảy ra ở khu vực đường trên cũng như là đường dưới. Một lần nữa Milky thể hiện cái độ trẻ của mình bằng việc những cơn thương xấu. Chúng ta cùng xem lại khu vực đường trên trước. Khi mà Lumber anh ta cố ý giữ chân các thành viên của mình Slide ở lại đây chờ đợi cho hai thành viên của mình lên. Nhưng đó khoảng thời gian không chơi quá dài và anh ta đã phải lên mạng thực số MLG. Mặc dù anh ta có cho mình chỉ vui nhưng thật ra sát thương nó vẫn truy đuổi theo anh ta và đủ để tiêu diệt anh ta trên bảng thương số. Và đường dưới, đây là một pha mà cặp đôi của Slide đánh rất tốt luôn nha. Ở khoảng thời gian đầu, ở những cấp độ 1 thì họ thua. Nhưng đây là thời điểm mà họ phát huy được sức mạnh của mình, cũng như là cái khả năng mỏng manh của vị tướng Kama. Anh ta hứng quá nhiều sát thương. Đây là tình huống Uchi đã cố gắng che lắm rồi. Nhưng phần phát bắn cuối cùng nó vẫn rướng được vào người của Mata. Và Uchi, tôi cứ ngỡ trong tình huống này anh ta đã bị hạ gục rồi chứ. Nhưng cái lửa tử thần đó thì nó đang trên giai đoạn để kích hoạt. Và anh ta trả ngược sát thương trở lại. Kobe đã phải là người phải lên mạng điểm số nhưng không sao. Milky với cú quy đó của mình, anh ta vẫn tiêu diệt mà Uzi. Khoan đã, Jesse ở đây, anh ta gặp mặt MLC. Những ý định tấn công của anh ta dành cho vị tướng rất cứng cáp và là bằng không. Quay lại cái pha được chữa một chút xíu. Tôi vẫn muốn nói đến cái pha phối hợp nó có thể đơn giản hơn dành cho Sly nếu như họ làm đúng như thế này. Khoan đã, một tình huống tấn công nữa. Milky lần này anh ta chặn cái chiêu cuối đó, nó sẽ đúng hơn xíu này. Nhưng Milky anh ta kích đánh thường của mình trước khi tàu của anh ta đánh vào người Uzi. Cái phát bắn từ trụ sẽ bắn vào người của anh ta. Và cái cú chiêu cua và cú quy tiếp theo của Uzi sẽ không đủ sức hạ gục được xã hữu bên phía Sly trong tình huống vừa rồi. Đó là một kịch bản tốt hơn dành cho Sly. Còn cái tình huống của khu vực đường trên đấy, tôi nói hại là tại sao, bởi vì Mata anh ta eo người Lumber nằm xuống truyền lại cú e đó dành cho MLC. Và tiếp theo là một cú tốc biến lên e thêm lần nữa của Senkos dành tặng cho MLC, và anh ta chỉ có thể bị hạ gục trong tình huống vừa rồi. Họ di chuyển rất tốt. Sly với bộ ba của mình liên tục di chuyển bản đồ, lấy trụ đường trên xong họ tiếp tục ra đường giữa và lấy được thêm một trụ, tạo lên khoảng cách về tiền lúc này ở phút thứ 16 là 4.000 tiền so với Royal Never Give Up. Có cảm giác như đây là một vòng chung kết phải nói đầy hứng khởi nhất. Ở từ mùa 1 cho tới mùa 6 đến thời điểm hiện tại, chúng ta không biết được điều gì có thể xảy ra cả. Một đội tuyển thua 3-0 ở giai đoạn lượt đi đang có một cơ hội có chiến thắng, phải nói như vậy thì hơi sớm, nhưng đang có lợi thế rất nhiều trước đại diện cực mạnh đến từ khu vực Trung Quốc. Chính xác là như vậy, bởi vì theo số liệu nha, nếu như bạn chỉ cần dẫn trước khoảng tầm 4.000 tiền trước phút thứ 20 thôi thì cái tỷ lệ thắng của bạn là 80% lận rồi. Còn bây giờ là 4.000 tiền trước phút thứ 17 luôn thì cái tỷ lệ thắng của bạn nó sẽ cao hơn khá là nhiều. Trước và chưa kể đến cái việc là những vị tướng của bên phía Slide, tôi có cảm giác là đánh ở giữa trận nó mạnh hơn so với Royal Never Give Up khá là nhiều. Và xét theo cái lịch sử mà những trận chiến thắng gần đây trong vòng chung kết thế giới mà chúng ta thấy, thì những đội hình nào mà có được đội hình mid game mạnh mà họ vươn lên trước thì thắng họ cao lắm. Đúng rồi, nhưng cũng cần phải nói đến một điều nữa là đội hình của bên phía AMG thiên về cuối trận rất là nhiều, với khả năng gây sát thương của Rai cũng như là vị tướng cánh lin đó của UG. Thì điều này phải lật ngược trở lại nữa, đó là Sly là những người chơi trẻ. Mà khi mà họ trẻ và họ lần đầu tiên tham gia chung kết thế giới thì cái kinh nghiệm của họ gần như bằng không rồi. Thì để xem họ có tận dụng tốt cái thế lợi thế mà mình đang sở hữu hay không, thì tôi vẫn khá là e ngại trước cái khả năng snowball của họ. Bởi vì các bạn cũng biết đấy, trước phút thứ 20 của trận đấu
Liên minh phải giống như một cái ván cờ có những cục mốc trên bản đồ để bạn có thể dựa vào đó và đánh được, đó là những cái trụ. Ôi, nè, dịch chuyển của Lumber nè. Ra đằng sau lưng hả? Ra đằng sau lưng là đúng là như vậy, anh ta muốn bắt ai đây? Chiêu cuối Sehu, anh ta cũng vòng lên phía sau lưng của đối phương được, nhưng Milky là người duy nhất còn ở lại, Wonder quay trở lại, ta dùng sát thương của MLG trước đó những phát bắn. Lumber bị phát bắn cuối cùng chính xác, nhưng rất may cho anh ta là có hồi máu từ Uzi để cứu anh ta. Nhưng bên phía bên kia, Mata không có ai có hồi máu để cứu anh ta cả, và anh ta đã phải nằm xuống. Đội hình của bên phía NG cắt. Đúng rồi, và họ, thật ra tôi nghĩ rằng bên phía Style họ dịch chuyển chia cắt đối phương. Trước đó thì ANG, chúng ta có thể thấy được rằng ở bên phía bờ sông của họ, họ muốn tràn vào xạ thủ của bên phía đối phương, đi theo cùng với Lumber. Nhưng ngay lập tức Wonder, anh ta đứng một mình, anh ta chặn được rất nhiều thành viên của bên phía ANG. Và trong pha giao tranh đó, họ đã thành công trong ý đồ tấn công của ANG và bật ngược trở lại. Phải nói là cái pha vừa rồi nó vào nó hơi khiên cưỡng một chút xíu, bởi vì thứ nhất là đội hình đối phương vẫn còn đang tập trung với nhau khá là tốt. Thứ hai là cái rào chắn của họ đứng rất là chính xác về mặt đây, chúng ta có thể xem lại rất là đơn giản, hai cú dịch chuyển gần như là cùng lúc với nhau. Lumber xuống trước và chốt một tình huống có gây kết nghe tức chuyển cho ta. Và đây chúng ta có thể thấy đội hình của anh đi, họ muốn lùa vào, họ muốn tập trung với nhau cách nhanh chóng, nhưng Wonder đứng che. Mata, anh ta đứng một phía, anh ta không thể nào theo kịp những người đồng đội của mình, và chính anh ta là người phải duy nhất nằm lại trong tình huống đó. Anh ta, đây là cái vị trí mà bạn đánh Alistar. Đó là cái vị trí chính xác luôn, bạn đánh Alistar, bạn đứng vị trí đó cực kỳ chính xác luôn, nó tạo thế combo vào của bạn. Nhưng rất tiếc Mata đang đánh Kama, và anh ta đứng ở vị trí đó, không có ai để anh ta búp được cả, tình hình búp được bản thân mình thôi. Và đó là lý do tại sao mà tôi nói với các bạn là tôi thích Mata đánh những vị tướng mà yêu tranh hơn, cái độ ảnh hưởng của ta nhiều hơn trong trận đấu này, cả những trận đấu này thôi. Thì chúng ta đang thấy một màn trình diễn không mấy thuyết phục của Mata với vị tướng Kama. À, anh biết cái điểm chung giữa Alistar và Kama là gì không? Là sao? Về mặt chất tướng thì cũng tương đối là tương đồng với nhau, đều có chữ A. Rồi, cảm ơn anh. Và chữ A và hợp với tên của Mata đúng không? Ok. Bởi vì anh ta rất thích chơi những vị tướng này, cũng là một phần nào đó tương đối dễ hiểu. Nói vui như vậy thôi, bây giờ quay trở lại với trận đấu chúng ta. Ba trụ dàn ngoài, ba trụ đầu tiên đã thuộc về bên phía của Sly. Đó là một cái lượng tầm nhìn cực kỳ khủng khiếp. Lumber, lần này tôi không nghĩ là anh ta có thể về được. Rất anh khó. Tinh lên quá cao để farm. Và cái hậu quả khi đi lên quá cao để farm, khi đối phương đang là người chiếm giữ được cái thế trận trên bản đồ cũng như là áp lực trên bản đồ với rất nhiều mắt, đó là bạn phải nằm xuống mà thôi, rất đơn giản. Vừa mới nói về cái lượng tầm nhìn đến từ những cái trụ một không còn nữa, thì bên phía của Sly họ tấn công vào khu vực đường trên ngay lập tức. Bây giờ muốn đẩy mạnh cái lợi thế hơn người là tấn công vào trụ hai khu vực đường trên, trong khi đó thì Uzi vẫn đang phải cần thời gian để farm ở khu vực đường giữa. Chúng ta đẩy được lính lên rồi và sau đó sẽ cùng với những người đồng đội của mình cố gắng phòng thủ. Họ rướng quá là khi nằm xuống nha, cầu sấm rất lực đến từ vị trí đường trên Wonder ngay lập tức. Vị trí của Seo không còn bao nhiêu máu cả, và anh ta bắt buộc phải lùi về mà thôi, để lại cái trụ thứ hai đường trên dành cho thành viên Sly. Khoảng cách một lần nữa được nới dạng ra, bây giờ nó khủng khiếp hơn trước rất nhiều rồi. 21 phút họ có 6.000 tiền chênh lệch so với Royal Never Give Up, và họ không để bất kỳ khoảng thời gian trống là để Uzi có thể farm được cả. Đúng vậy, bây giờ quay trở về nhà nha. Thứ nhất là bổ sung cho mình lượng đồ, thứ hai là bổ sung cho mình lượng mắt. Họ sẽ tấn công tiếp vào những mục tiêu khác, kiểu như là trụ hai khu vực đường dưới, nó khả dĩ hơn rất là nhiều. Và có lẽ như con rồng, nguyên tố rồng nó không được đánh giá cao ở trong trận đấu trước cũng như ván đấu này, khi mà con rồng gió vẫn chưa được bất kỳ đội tuyển nào nhắm tới. Ở trận đấu đầu tiên thì tôi hơi đáng tiếc một tí dành cho TSM, khi mà họ có lợi thế khu vực đường dưới, nếu như họ đẩy mạnh ở khu vực hang rồng, đó sẽ là một cái lợi thế rất lớn dành cho họ ở giai đoạn cuối trận. Nhưng để xem trong ván đấu này Sly có muốn đẩy mạnh bằng cái việc nguyên tố rồng hay không, hay muốn ép trụ bên phía của đối phương. Họ làm điều đó rất tốt vào trụ hai khu vực đường trên rồi nha. Có lẽ tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục đẩy ở khu vực đường dưới kiểu như vậy. Họ chỉ biết đơn giản là xoay đội hình của mình xuống phía dưới mà thôi, để tạo lực vùng đường dưới làm giống như những gì họ làm khu vực đường trên. Vì lúc này sức mạnh giao tranh của bên phía Royal Network nói thẳng ra là rất kém luôn, đội hình của họ rất khó để mở giao tranh được. Những cái đội hình mà có Poppy, kiểu như là hồi trước các bạn thấy cái trận đấu mà đơn cử nhất là cái trận đấu mà Smep anh ta đánh với lại bên họ thua trận nào thì tôi không nhớ lắm, nhưng mà Smep cũng đánh cho mình Poppy, và cái cách duy nhất để bạn mở giao tranh là bạn phải dịch chuyển phía sau lưng đối phương. Bạn không có cách nào khác để bạn có thể mở giao tranh được với vị tướng Poppy này cả. Đó là cách tuyệt vời nhất bạn tiếp cận vào hàng sau của phía đối phương, đặc biệt là những vị tướng kiểu như là Kobe với Jin ở thời điểm hiện tại. Thì điều đó thì đòi hỏi phải có những con mắt được cảm nhận tốt. Thì
Tôi nghĩ rằng đối với Mata, những con mắt chí mạng ở hàng sau nó là một cái gì đó không phải là quá khó khăn với anh chàng này. Thì để xem cái cách, cái câu hỏi đặt ra là bên phía của Sly họ sẽ kiểm soát được những con mắt đó kiểu như thế nào. Chúng ta thấy trên bản đồ khu vực đường dưới có một con mắt tương đối chí mạng ở ngay cái bụi gần sông đó, nhưng nó cũng tương đối là xa nha. Bởi vì nếu như bây giờ các bạn thử tình huống mà dịch chuyển xuống đường dưới cho Lipper là thứ nhất có dịch chuyển, chẳng là anh ta dịch chuyển trước lưng. Và tôi nghĩ bây giờ mà anh ta dịch chuyển trước Wonder với lại hai cái trang bị xuyên giáp như thế kia thì anh ta đập thẳng mặt vào người của Lipper luôn, anh ta chẳng ngại gì cả. Bây giờ anh ta rất khỏe rồi, hai món trang bị Wonder còn đủ mana, anh ta có thể khô máu với bất kỳ ai mà anh ta muốn. Nhưng cái điều quan trọng hơn là nãy giờ vị trí của Sehu, anh ta đã không làm được những điều mà tôi mong đợi. Ở vị trí Ryan này anh ta phải di chuyển nhiều hơn cú chiêu cuối của mình, và anh ta cần vòng ở phần sau lưng đối phương để có những tình huống tập hậu. Bởi vì tình huống cái đội hình của Sly, nếu như bạn cứ đứng trước mặt họ là bạn rất dễ gãy, bởi vì một cú cầu sấm trước, một cú W của Kobe thôi, anh ta bật chiêu cuối lên và xả sát thương. Cũng cần phải nói nữa là nếu như Sehu anh ta sử dụng chiêu cuối, tôi nghĩ rằng Milky sẽ không bỏ qua cái khoảng trống, khoảng thời cơ đó để tung ra chiêu cuối của mình. Thứ nhất là gây được một lượng sát thương lớn, cũng như là cái khả năng, cái nội tại đánh rất ngư sẽ trúng trên rất nhiều người. Đó một cái gì đó cũng tương đối là nguy hiểm dành cho Sehu khi mà anh ta sử dụng chiêu cuối của vị tướng Rai này. Và MLSG trong trận đấu này, anh ta cũng không để lại nhiều dấu ấn. Khi mà 3 lần lên khu vực đường trên thì lần thứ 3 mới có được lợi thế. À, cụ thể hơn bằng cái mạng đó, nhưng thật ra lợi thế cũng không thuộc về cho Lipper nữa khi mà trước đó anh ta đã bị thua về chỉ số lính tương đối là nhiều. Đây là giai đoạn giữa trận, giai đoạn thường chúng ta sẽ thấy mọi chuyện diễn ra êm đềm nhất, nhưng có vẻ như bên phía Royal Network Up họ nói rằng không, chúng ta không muốn êm đềm. WQ chính xác và không có đường về dành cho Wonder, và cuối cùng Sehu mới làm được điều mà tôi mong muốn, anh ta đã sử dụng chiêu cuối ra đằng sau lưng của Wonder và bắt được anh ta. Không phải là chiêu cuối để trong những pha giao tranh, mà là chiêu cuối dùng để bắt lẻ. Bây giờ Sly có một bước bảo hiểm tấn công. Đối phương có tầm nhìn. Trước đó thì họ phá đi con mắt thấu kính đó rồi. Bây giờ MLSG vẫn còn ở đây nha. Khả năng cướp Baron là vẫn có. Họ đang dùng những con bọ của Mantaha để níu giữ máu của Baron. Nhưng bây giờ không còn nữa, có dịch chuyển. Như vậy là câu được một cái dịch chuyển cũng phần nào đó tôi nghĩ là khá là ổn đến từ pha dịch chuyển vừa rồi của Sly. Tốt. Nhưng bây giờ thì Angie họ tấn công vào trụ, trụ này sẽ thuộc về họ. Nhưng không, bên phía Sly quyết tâm giữ bằng được cái trụ đầu tiên của vực đường giữa. Họ thế rất đẹp luôn, chiêu cuốn bắt buộc Mata phải tốc biến và cả Uzi nữa. Họ rất nhanh tay tốc biến công loạt để né đi chiêu cuốn của Milky. Nhưng bây giờ là Sehu bị giữ chân lại, Mata ta không chạy đi đâu cả. Cú hút vai không được đẹp lắm, và bây giờ Lipper anh ta sử dụng chiêu cuốn mình hất được một người, nhưng còn tới những bốn người chạy theo anh ta lận. Và vẫn có đó là cú man, cú e của Mantha đuổi theo anh ta. Cũng can như con bộ, kênh một cú can nhện chính xác. W kinh khủng của Kobe giúp anh ta có điểm Magu. Tuyệt vời, một bao vơ hợp bằng anh Vin Sly đã ba người vơ với nhau khoảng cách rất xa. Đúng vậy, liên tiếp là những kỹ năng định hướng rất tốt của mình Vin Sly. Đầu tiên là can nhện nó trúng trong tình huống đó là nhà, tiếp theo đó là cầu sấm của Wonder, và sau cùng là nét vẽ trên trong tuyệt vời của Kobe. Bây giờ hơn người đối phương phải quay trở về nhà, nhưng không, MLG xuất hiện bên phía bên kia. Đây là một khoảng đường rất xa, anh ta không thể nào tiếp cận được khu vực hai ba đâu. Anh ta chỉ quăng búa ở khoảng cách như thế này được thôi. Và đây là điểm bất lợi của Olaf với những đi tướng đi rừng mà có thể vượt tường khác. Anh ta không thể nào mà đu xuống để cứu Baron được cả. Và đối phương cũng không có cách cho anh ta làm như vậy. Đây, đây xem lại pha giao tranh đường giữa, một pha giao tranh mà thế nó mở ra vô cùng đẹp luôn. Đúng vậy, hai phát bắn đầu tiên, ba phát bắn trúng vào. Nhưng mà ta, anh ta tốc biến thoát khỏi cái băng địa chân đó của Milky. Vô hình chung Uzi trúng trọn 4 phát. Sehu anh ta không rút lui được bởi vì tốc độ chạy của anh ta tương đối là chậm ở thời điểm này. Và khi mà Wonder dịch chuyển tới, cầu sấm của anh ta bắn chính xác lúc bên anh ta chiêu cuối. Chỉ trúng được một thành viên mà thôi. Trước đó anh ta trúng nội tại đánh ngất ngư và tình huống bị giữ chân lại. Đây, anh ta trúng kén nhận tiếp theo đó của Chassis. Cầu sấm nó chưa đủ sát thương nhưng nét vẽ chết chóc đó nó đã đủ và tiện anh ta là nặng số. Mọi thứ diễn ra ở một khoảng cách rất xa luôn. Và Lipper không có cơ may nào trở thắng trong tình huống đó cả. Họ có Baron, Sly đang có được Baron. Và họ đang di chuyển nhiều người của mình xuống mạng dưới bản đồ. Ở mạng trên không còn mục tiêu nữa. Đủ hai đường trên đã mất, Baron đã mất, không còn có lý do nào để họ để có mặt ở đường trên cả. Bây giờ họ muốn xuống trụ thứ hai ở đường dưới và lấy nốt cái trụ thứ hai ở rìa ngoài vẫn còn. Ngay sáng nay thôi tôi coi cái bài phỏng vấn của Vander hỗ trợ của S2K sau 4 chiến thắng liên tiếp của họ, thì họ kêu là
họ có thể giành được 4 chiến thắng thì Sly đại diện khu vực châu Âu khác cũng có thể làm được điều đó trong ngày thi đấu hôm nay. Và không biết rằng nó có thành hiện thực hay không khi mà trận đấu với ANG, Sly thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Bây giờ trên lệnh về tiền đang là con số 8.000 tiền. Nó đang thực sự một quả cầu tuyết lăn từ tốn và rất nguy hiểm. 28 phút 8.000 tiền. Đây có lẽ là kịch bản mà không có ai nghĩ tới khi mà cái lượt về nó bắt đầu như thế này cả. Bởi vì chỉ trong vòng 25 phút thôi, ở trong cái trận đấu đầu tiên của Lionel World Cup gặp Sly trong vòng chung kết thế giới, họ Roy Diego Cup hoàn toàn hủy diệt đối phương luôn trong vòng 25 phút. Ở trong trận đấu đó, Uzi đã lập ra một cái kỷ lục mới ở chung kết thế giới này, là anh ta là người có sát thương theo thời gian khủng khiếp nhất, 920 sát thương mỗi phút của với Ezreal của anh ta, và anh ta có một cú quắc ra kêu cực kỳ đẹp mắt. Đúng là như vậy. Nhưng bây giờ bỏ qua những cái vấn đề về những đội tuyển khác đây, quay trở lại với trận đấu này. Sly đang thể hiện một bộ mặt phải nói cực kỳ ghê gớm của mình với đại diện đến từ khu vực Trung Quốc. Bây giờ tiến vào khu vực hang rồng, lấy luôn cho mình con rồng đất. Đây chỉ là một bước đệm thôi, một bước tiền đề nho nhỏ để ăn trong lúc khai quả các thành viên của đối phương phòng thủ. Mình giữ thời gian thì mình ăn những mục tiêu khác. Bây giờ tận dụng bù lợi hang bà rồi, tấn công vào trụ 2, trụ duy nhất còn sót lại ở rìa ngoài bản đồ của ANG. Và con Baron nó còn khoảng 40 giây nữa, cái thành viên của bên phía Sly họ muốn lấy thêm, có thêm cái trụ thứ 3 ở khu vực giữa này nữa. Lepper rất tinh rành, ta sử dụng chiêu cuối để hất đi những con lính của bùa lại Baron ra phía sau phần nào đó, câu thêm một chút xíu thời gian. Bây giờ lính đã trở lại, Wonder đi lên phía trước cao, rất cao luôn, và ta ngay lập tức với tốc biến ngược trở lại khi đối phương trói dây vào người anh ta. Tương đối là mạo hiểm trong tình huống vừa rồi của Wonder, khi mà đối phương cũng có những tình huống khống chế kiểu như là cú ngục của ngữ đó của Sahu. Và trong một tình huống suýt nữa anh ta phải nằm xuống nếu như anh ta không sử dụng cái tốc biến đó, mà nó khiến cho cái thế tấn công của Sly tạm thời bị bỏ lại. Và thật ra thì Sly cũng xui trong tình huống khu vực hang Baron đó, tức nghĩa họ ăn Baron trong tình huống họ vừa mới thắng giao tranh xong và cái dịch chuyển đó của Wonder không có, tức nghĩa họ không thể nào chia đội hình của mình ra để có thể đẩy được đường ở hai bên cánh được cả. Và thay vào đó họ tận dụng những giây phút còn sót lại của Baron để có thể đẩy mạnh vào khu vực đường giữa, và họ chỉ có thể lấy được một trụ thứ hai mà thôi. Có nghĩa là cái pha giao tranh sau Baron vừa rồi nó đây các bạn thấy ngay trên màn hình luôn, nó chỉ là khoảng cách cộng thêm 2.600 tiền mà thôi, nó không quá nhiều. Những pha Baron tôi thấy cộng 5.000 tiền như thường lệ. Có phần nào đó là khiến cho cái nhịp trận đấu nó vẫn còn ở mức độ kiểm soát được nha, kiểm soát được thôi dành cho Yo-Yo Never Give Up. Họ vẫn có thể phòng ngự được ở cái tầm xa như thế này. Nếu như Uzi đã có được lượng trang bị khá là lớn rồi, anh ta có một tầm bắn rất xa với cái đại bác liên thanh mà mình vừa lên. Đây là và bốn con mắt tím. Bốn con mắt tím này để phòng thủ chủ yếu cái tình huống phòng thủ ngựa Nga. Nhưng bây giờ sân khấu được mở ra, Sahu là mục tiêu. Anh ta trúng băng địa chân, bị giữ chân lại, bị trúng kén nhện, bị trúng quá trời sát thương, và anh ta đã phải lên mạng số. Mất đi một người, lấy gì mà có thể phòng thủ trong những đợt tấn công tiếp theo của bên phía Sly. Wonder lên tập trung cùng với những người đồng đội của mình. Không, anh ta di chuyển ra khu vực đường giữa, một đồng lính đang chuẩn bị đón nhận anh ta. Trong khi đó, Uzi, anh ta bị giữ chân lại bến từ nét vẽ chính trong đó của Kobe, và áp lực vẫn được giữ dành cho Sly ở khu vực đường trên. Trong khi đó, Lupper được cử ra để phòng thủ ở khu vực đường giữa. Chiêu cuối của Uzi nhắm vào Wonder, nhưng nó không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì cả. Wonder vẫn cứ đẩy, 1/3 máu của trụ đã bị tiêu diệt. Đường trên, 7 giọt đồ tạm thời cản dây những bước tiến của bên phía Sly mà thôi. Bên phía Sly vẫn đang cố gắng đẩy vào, câu sắm quá trời máu, Uzi phải quay trở về nhà hồi phục cho mình lượng máu. Một giao tranh tuyệt vời của thành viên bên phía Sly và đỏ, họ hoàn toàn nghiền nát Royal Niger up trong cái pha giao tranh vừa rồi. Đây, chúng ta sẽ xem lại pha giao tranh đó một cách nó rõ ràng hơn. Vẫn là kịch bản cũ mà thôi, một người lên đường trên phòng ngự và bốn thành viên còn lại Sly mở giao tranh ở một khoảng cách với cú chiêu cuối đến từ xã hữu của họ. Với lượng khống chế quá nhiều như vậy, Soho có cách nào thoát được cả. Miki có một tình huống băng địa chấn phải nói quá tuyệt vời. Anh ta hắc não được cú tốc biến đó của Sahu. Và thật ra thì cú tốc biến đó của Sahu, tôi không biết anh ta ý định của anh ta làm gì. Tốc biến né cái gì hay là tốc biến qua bên kia tường, nhưng mà bị đập mặt bên kia. Nhưng mà không làm được. Bị đập mặt nữa. Sahu trong tình huống này, trong trận đấu này thì anh ta chỉ để lại dấu ấn của mình bằng một tình huống găng vào vị trí qua đỡ khu vực biển dưới với tình huống chiêu cuối mà thôi. Trong khi đó, dấu ấn khác anh ta hoàn toàn không có nữa, khả năng đi đường liên tục phải farm lính trong trụ.
và không để lại bất kỳ những vị tướng, những dấu ấn nào với vị tướng Rai của Sahu trong ván đấu này cả. Chúng ta không thấy được cái áp lực của Rai trong cái ván đấu này nhiều như cái cách mà Senkut anh ta làm với đội hình của Royal Network. Chỉ cần mỗi lần Senkut có chiêu cuối thôi và Kobe có chiêu cuối thôi là bên phía Royal Network chắc chắn sẽ có một người nằm xuống khi mà họ ra phòng ngự ở những cái đợt lính xa trụ như thế này, như là cái khoảng cách lính mà chúng ta thấy đường trên nè, đang có nè. Nếu như một người lên hơi cao thôi để phòng ngự chắc chắn là họ sẽ nằm xuống. Khu đường dưới Bobby đang lo liệu phòng ngự và bên phía Sly họ đang thể hiện một cái bản lĩnh của những người trẻ khi mà họ không hấp tấp, không vội vã, có lực lợi thế nhưng họ vẫn đánh cực kỳ chậm rãi luôn. Và họ đang giữ chân được Mata lại, Mata bị đứng im trong một khoảng cách rất lâu. Nhưng mà trong tình huống vừa rồi không còn chiêu cuối đến từ Kobe để có thể họ mở vô tranh được giữa. Thay vào đó, hai người là đủ để ăn con Baron này khi họ có một đàn đệ quá nhiều thú vật. Phát hiện ra được và hai con mắt được cắm cùng lúc với nhau như thế này, tạm thời là chưa có thể nào ăn được Baron. Lipper được cưỡi ra phía sau lưng đội hình đối phương nhưng vẫn chưa đủ sát hương. Kobe thoát đi được tình huống vừa rồi, anh ta quay lại đâm liều giữ chân Mata. Wonder anh ta đang 1.3 và anh ta không thể nào tốc biến bên kia bởi vì anh ta không có. Đúng vậy. Nhưng vẫn còn đủ tâm để Senkut chiêu cuối đích thẳng vào người của MSG và có được điểm hai gục. Bây giờ đến lượt Uzi, anh ta được có được khoảng thời gian trống để có thể sáng sát hương. Một pha giao tranh di chuyển đội hình khá tinh quái đến từ cả hai bên, hai đội tuyển. Sly họ câu các thành viên của Angie bằng chỉ ba người mà thôi, họ ăn Baron chỉ với Chassi cùng với Senkut. Họ có lẽ như họ đã làm được điều đó nếu như bên phía Angie không có cho mình Mata. Cái khả năng tinh quái của người chơi này cực kỳ wow. Nhất mới nói xong thì Chassi nói rằng bạn có vẻ tinh ranh nhưng tôi cũng không kém. Tốc biên kén nhện nhồi sát thương vào và đủ bây giờ bước bám vào. Tốc biên vẫn còn. Thật ra lo hình ảnh á. Mới tốc biến xong làm sao mà còn được. Nhưng bây giờ Lopper dịch chuyển ra đây một lần nữa cản các thành viên của Sly không thể nào ăn cho mình không Baron nữa. Baron chỉ còn lại 3.000 máu mà thôi. Ồ, bây giờ là một tình huống tranh chấp nè để xem anh ta làm được gì, không làm được gì cả. Bên phía Elise anh ta là giữ lại con bùa lợi Baron dành cho đội tuyển của mình. Như giờ Lopper không chạy được đi đâu cả vì đối phương cứ chiếm cuối thẳng giữ lại. Và bị giữ lại của W, Uzi chỉ cách nằm xuống mà thôi. Và chiến thắng đang mở rộng trước mặt các thành viên của Sly. Họ có 12.000 tiền, họ có rất nhiều cơ sở để đẩy nát cái ít nhất là cái đường giữa của đối phương. Có nghĩa họ muốn nhiều hơn như vậy khi mà đối phương không có đường trên cũng như xạ thủ. Đây là thời điểm có thể dứt điểm được trận đấu này. Sát thương của một Sahu tôi không nghĩ là nó nhiều. Chưa kể MLG là một vị tướng thần tăng, đồng ý là anh ta có sát thương cực. Nhưng hãy nhìn xem cái cách mà Sly di chuyển đội hình của mình tấn công vào người của MLG. Anh ta đã phải lên mạng đồng số. Một pha vòng vào tên lưng đối phương hơi lâu của MLG. Và Chassi quay trở lại hạ cục anh ta một cách đơn giản. Bây giờ bị giữ chân lại, Mata bị thêm một cú can nhện nữa. Chiêu cuối chuẩn xác bị hạ gục, Seo đang cố gắng chạy. Nhưng cái điểm hạ gục của Seo nó không quan trọng bằng chiến thắng trong trận đấu này với các thành viên của Sly. Họ đang tràn vào, họ đang đánh nhà chính và họ hạ gục được hạt giống số 3 của Trung Quốc. Tôi không biết phải nói cái gì hơn.